Mời cả lớp chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Ngồi thẳng lưng lên. Gào nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Gào nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn bên tay. Rồi mời cả lớp đứng lên. Nay chúng ta tập gạch nha. Hai chân mở rộng bằng vai, hai tay chống hông, cúi đầu xương cằm chạm xương ức khớp bụng thở ra. Thẳng cổ về giữa, hít sâu, ngửa ra sau, thở ra căng cứng họng. Trở về giữa, hít sâu, cúi xuống thở ra. Hít sâu, ngửa ra sau, thở ra. Thở sâu, cúi xuống thở ra. Hít sâu, ngửa ra sau, thở ra. Trở về giữa, hít sâu, nghiêng phải thở ra. Trở về giữa, hít sâu, nghiêng trái thở ra. Giữ người lại, chỉ nghiêng cổ, cảm nhận độ căng của cổ. Trở về giữa, hít sâu, nghiêng phải thở ra. Trở về giữa, hít sâu, nghiêng trái thở ra. Về giữa, hít sâu, nghiêng phải thở ra. Về giữa, hít sâu, nghiêng trái thở ra. Trở về giữa, hít sâu, hai chân khép sát, hai tay vươn lên, nhóm gót chân vươn căng lên, cúi xuống hớp bụng thở ra, trương tới ép xuống hớp bụng thở ra, nâng lên, hít sâu, xoay người lại, nhóm gót để căng lên, trương tới cúi xuống thở ra, xoay lại hừng, cúi xuống để cao mông lên, ép xuống thở lên, hít sâu, nhóm gót để căng lên, xuống thở ra, rút rốn xích bụng ép sát vào thở ra, hít sâu, thở ra, rút rốn xích bụng ép thở ra, hơi sau, vươn lên đan tay, lộn ngược bàn tay để căng lên, nhóm gót lên giữ lại, 5, 4, 3, rút rốn xích bụng, 2, 1, thở ra trả gót, trường người tới gập xuống, ép sâu vào kéo căng, thở ra xích bụng thở, 5, 4, 3, 2, một, nó người lên, hít sâu vào, lấy hai viên gạch đặt ở phía trước, chồng hai viên gạch lên nhau, hít sâu vào, duỗi cẳng thẳng chân phải ra, ca lên, ngẩng cổ nhìn lên, xích cơ bụng thở ra, và xuống, hít sâu vào, cong lưng lên, rút rốn xích cơ bụng thở ra, hít sâu, duỗi cổ nâng chân trái lên, nâng chân duỗi cổ lên, vươn căng lên, và xuống, cong lưng lên, cuộn sau cổ vào, thở ra,
Đấy sau vào duỗi thẳng chân phải nâng lên. Thở ra rút rốn xiết cơ bụng thở ra. Đấy sau vào duỗi thẳng chân trái lên. Thở ra cong lưng lên rút rốn xiết cơ bụng thở ra. Đấy sau vào nâng chân phải lên, nâng tay trái lên duỗi căng ra giữ lại rút rốn xiết cơ bụng thở ra. 5 4 3 2 1 hít sâu vào gấp chân lên tay nắm chân. Kéo căng bật gối cao lên xiết cơ bụng thở ra bật căng lên. Rút rốn xiết sâu thở ra. 5 4 3 2 bật cao gối lên hương. 1 duỗi tay chân ra hít sâu vào. Hạ tay chân xuống cong lưng lên rút rốn xiết bụng thở ra. Đấy sau vào nâng chân trái tay phải lên. Duỗi căng lên căng người thềm. Gấp cẳng chân tay nắm chân kéo căng bật gối cao lên xiết cơ bụng thở ra. Bật gối căng 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 lên xiết sâu thở ra. 5 4 3 2 1 duỗi tay chân hít sâu vào. Hạ tay chân xuống cong lưng lên rút rốn xiết cơ bụng thở ra. Hít sâu vào duỗi thẳng chân phải nâng lên và lật tay phải lên. Lật tay phải lên nhìn theo tay phải xiết cơ bụng thở ra. Dang căng người lên xiết sâu thở ra. Hít sâu vào gấp cẳng chân lại tay nắm chân. Kéo căng bật gối cao lên thả lỏng hông. Xiết cơ bụng thở ra bung cao lên xiết sâu thở ra. Duỗi tay chân lên hít sâu vào. Từ từ chống tay phải xuống. Mở tay trái lên thở ra. Nhìn theo tay trái xiết bụng thở ra. Đấy sau vào tay nắm chân. Kéo căng bật gối lên thở ra cao lên. 5 4 3 2 1 duỗi tay chân lên hít sâu vào. Hạ tay chân xuống cong lưng lên rút rốn xiết cơ bụng thở ra. Cuộn sau cổ vào thở ra. Đấy sau vào duỗi chân trái lật tay trái lên thở ra. Lật tay lên căng lên nhìn theo tay trái xí sau bụng lại thở ra. Đấy sau vào gấp chân lại tay nắm chân kéo căng buông gối lên tập trung dùng ý tào thả lỏng thêm. Thả lỏng thêm thở ra thả lỏng xiết cơ bụng lại thở ra. Đấy sau vào duỗi chân trái từ từ chống tay trái xuống mở tay phải lên thở ra. Tập trung vào mở tay lên xiết cơ bụng thở ra. Đấy sau vào gấp chân trái tay phải nắm chân kéo căng bật gối cao lên thở ra. Căng lên xiết sâu thở ra. 5 4 3 2 1 hít sâu vào mở tay chân lên. Hạ tay chân xuống cong lưng lên rút rốn xiết cơ bụng thở ra. Rút rốn lại xiết cơ bụng thở ra. Rồi chống đứng nghiêng gạch ở trên lên dựng đứng lên. Đấy sau vào duỗi thẳng chân phải và lật tay phải lên xiết sau lên thở ra cao lên nào. Cao lên vươn căng lên thêm xiết cơ bụng thở ra. Đấy sau vào gấp chân phải lại từ từ lướt vào chịu vào trong khuỷu tay. Chịu vào trong khuỷu tay phải. À, lướt cái mũi chân vô tới khuỷu tay.
tùy theo khả năng được tới đâu hay tới đó. Xích vào bụng thở xong, hít sâu vào duỗi chân và mở tay lên, hạ tay chầm xuống, cong lưng lên, rút rốn, xích vào bụng thở xong, hít sâu vào, đổi chân trái lên, cao lên, cao lên, lật tay trái lên, thở ra, cao lên, xích sâu, thở ra, hít sâu vào, gấp chân trái lại, rồi từ từ thả lỏng, lướt vào, quỷ tay trái, thở ra, lướt sâu vào, bật cao, cẳng chân lên, xích cơ bụng, thở, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, duỗi căng tay chân, hạ tay chầm xuống, cong lưng lên, rút rốn, xếp cơ bụng thở ra. Rồi cuộn từng đốt sống lên nè. Thả lỏng tay ra đi, cuộn người đứng lên. Hai chân mở rộng bằng vai, xoay người lại. Hai tay dang ngang, hít sâu vào. Nghiêng người qua phải, thở ra, thả lỏng tay phải xuống. Rút rốn, xếp cơ bụng lại. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, thả lỏng tay, kéo căng, xích sâu, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra, đừng mệt người, nhấn hông này, phải căng hông kia, xích cơ bụng giờ. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, rút vốn vô, rút sâu, đứng lại, thở lên, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra, nghiêng hông, xiết bụng, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, thả lỏng tay xuống, kéo căng tay phải qua đầu, xích cơ bụng lại, thở, 5, 4, 3, 2, 1, nâng người lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, hai tay cầm viên gạch nè. Hai chân mở rộng bằng vai, xoay người lại. Rồi, vươn hai tay lên, cầm gạch vươn lên, hít sâu vào, để căng lồng ngực tới, kéo căng tay vai, ưỡn ngực lên, xếp mông đùi bụng, thở ra, nắng lên, hít sâu vào, trường lưng tới, thân song song với sàn, rút rốn, xếp cơ bụng, thở ra, thân song song với sàn, thẳng lưng đi chồng, nâng tay lên, thẳng lưng, Hương ơi Hương, nhìn lên, hít sâu vào, nhớ đừng nhắm vô thắt lưng nha, ngã không được vào lưng giữa thì sơ thôi, ưỡn căng lồng ngực lên, kéo căng tay vai, xiết mông đùi bụng, đẩy nhẹ hông, ngã thở ra, nâng lên, hít sâu vào, trường lưng tới, người mình vào một góc vuông, xiết cơ bụng lại, thở ra, duỗi căng ra, thân gập song song với sàn trang dung, ép lưng xí nữa Hường, lên hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy hông, ưỡn ngực xiết mông đùi bụng, ngã ra sau, thở ra, xiết sau, xiết sau, xiết sau nữa, lên hít sâu vào, trường lưng tới, thân song song với sàn, rút rốn, xếp cơ bụng, thở, Hương để ý duỗi căng tập phải cảm nhận sâu thắm vô cho người mình nào, lần nữa nào, lên hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy hông, ưỡn ngực, xếp mông đùi bụng, ngã ra sau, thở ra, lắng nghe lưng giữa, lưng trên, khớp vai, đó tốt đó chung. Hương ơi, lúc được lúc không nên xui vậy Hương. Đẩy nhẹ hông tới, xiết mông đùi bụng lại. Hương, Hương luôn. Nắm lên, hít sâu vào. Chân lưng tới, thân song song với sàn, rút rốn, xiết cơ bụng thở ra. Thân song song với sàn, cân chỉnh người mình, đó chung rất tốt rồi đó. Chị Thơm ơi, lưng. Đó, ép lưng xuống, nâng tay lên. Ép lưng, nâng tay lên. Chứ không phải ép lưng cứ chúi tay. Đó, cho thân song song với sàn thở. Nam, trường thêm, duỗi căng thêm chút nữa Trang ơi. Bốn, rút rốn lên, siết lại. Ba, hai, một, hít sâu vào, nâng người lên.
À, tay xuống thở ra. Rồi mỗi tay cầm một viên gạch nào. Và cầm một đầu gạch nào, thả đầu gạch xuống. Xoay người lại, hai chân mở rộng gấp đôi vai. Mở rộng chân ra, hai bàn chân song song nhau. Hai tay dang ngang, hít sâu vào. Đó, xoay người qua bên phải nè, xoay người qua, chống tay trái xuống, mở tay phải lên, xích cái bụng thở ra. Mình ép vào, xích sau thở ra. Nâng người lên, hít sâu vào. Đó, xoay ngang người qua, chữ thập nè. Rồi chống tay phải xuống, mở tay trái lên, xích cái bụng thở ra, ép vai sau vô, sau vô, sau vô. Ép căng thêm. Nâng lên, hít sâu vào. Đó, xoay người qua, thở ra, nhớ ép cái vai vào. Sao cho mình dang tay lên là một đường thẳng. Cánh tay mình thẳng lại, gập chéo lại với thân, với hai chân của mình. Nó vào hình chữ thập. Lên, hít sâu vào, đừng xìa người ra. À, người mình ở đây, mình gập cái thân mình nó phải ngang lại ở đây luôn. Chứ đừng xìa ra ở phía trước, à, nó không căng. Xoay ngang người qua, chống tay xuống, xích cơ bụng thở ra, ép thân vào, cho thân và chân mình nằm trên một mặt phẳng nghiêng. Lên, hít sâu vào, lần nữa nào. Đó, xoay ngang người qua, thở ra, tập đi cô xem vậy. Ép vai vào, rút rốn, xích cơ bụng thở, ép vai vô. Trang ơi, vậy là xìa ra Trang. Ép vô, đưa hết qua bên phải, đưa người mình qua hết phải, em đang còn đây. Em đưa người qua, đưa qua, đúng, đúng rồi, đưa sau rồi, rồi dang cánh tay lên thẳng lên, dang thẳng lên, năm, ép vào nữa, tất cả luôn, đồng loạt ép sát vô, đưa hết qua phải, bốn, cảm nhận được căng hết cỡ, ba, hai, một, lên, hít sâu vào, đó, xoay người qua. Rồi đặt tay qua bên ngoài chân. Rồi ép vai vào nè, dang tay lên, xích cái bụng lại, thở ra, xích sâu, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, nâng người lên, hít sâu vào, thả tay xuống, thở ra. Thả một viên gạch xuống, hai chân mình, hồi nãy hai bàn chân song song, giờ là hai mũi bàn chân mình hình chữ V. À, hình chữ V. Hai tay cầm gạch, hít sâu vào. À, tấn lối xuống và vươn căng tay lên, rút rốn, xích cơ bụng lại, thở ra, xiết mông đùi bụng luôn. À, cảm nhận cơ đùi trong nè, cứng lại, rút rốn vào, đừng có đẩy cái mông ra chờ người tới mà. À, xương cột mình hướng xuống, rút rốn, thẳng lưng lên. Đó. Lên, hít sâu vào. Tấn ở xuống, rút rốn, xích cái bụng thở ra, chắc chân vào và mở hai cái đầu gối ra. À, đừng có cụp về phía trước nào, căng ra. Nâng lên, hít sâu vào. Tấn xuống, rút rốn, xích cái bụng thở ra, xích mông đùi bụng lại. Vươn căng tay lên. Nâng lên, hít sâu vào. Tấn xuống, rút rốn, xích cái bụng thở ra, luôn luôn nhớ tới cái rốn mình rút sâu vô. Lên, hít sâu vào, lần nữa nào. Thở ra, tấn gối xuống, rút rốn, xích cái bụng thở, mở căng đầu gối ra, mở căng ra. Rồi, vươn căng tay lên, hít sâu, chắc chân lại, rút rốn lại, đừng thả bụng ra chị thơm. Nghiêng người qua phải, thở ra, cố lên, sao Hiên mất phong độ vậy? Tấn xuống dùng, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, mở đầu gối ra, siết căng hường rất tốt đó. À, dùng ngư thế đúng đó, trang tốt đó. Hít sâu, mở ra thêm, An ơi, à, Hương ơi, thở ra, siết sâu, thở, vươn căng tay. Hít sâu, vươn căng tay lên, thở ra, rút rốn, siết cơ bụng thở ra. Lần nữa nào, hít sâu, đừng chồm, đừng ẹo chị Thơm ơi. Nghiêng thở ra, giữ lại nào, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào. Nghiêng thở ra, xích cơ bụng lại, nghiêng, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu.
Trường người tới thân song song với sàn, xích cái bụng thở, xích mông đùi bụng chắc lại. Nằm rút rốn, xích sau thẳng lưng, không khom lưng. Đầu giữa hai tay Dung ơi, đầu giữa hai tay thẳng lưng song song với sàn. 3, 2, 1, hít vào, đặt hai viên gạch xuống. Và ngồi lên, hít thở sâu. Hít thở sâu vào, ngồi thẳng lưng lên. Vươn hai tay lên, hít sâu vào. Nghiêng người qua bên phải, chống tay phải xuống nào phía trước chân. Rồi, vòng tay trái qua đầu nắm ngón cái chân. Vòng tay trái giữ ở đây nè chàng. Đúng rồi. Rồi, nâng chân lên, thở ra. Vòng tay qua đầu xiết cơ bụng lên. Xiết hông, rút rốn giữ. 5, 4, 3, 2, một, hít vào, hạ chân xuống, vươn tay lên, thở đi, hít thở sâu, vươn căng lên, hít thở sâu vào, hít sâu vào, chống tay trái xuống, rồi dựng cái bàn chân phải trái lên, tay phải nắm ngón cái chân, xê cơ bụng lại, chống mạnh tay và thả lỏng chân, hoàn toàn mới dỡ nó lên được. Thở ra, không chịu lực vào chân trái mà lực tay mình chống xuống, xít sâu thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, hạ chân xuống, kéo chân vào hai chân, rồi vuông gót lại, rút rốn, xít cơ bụng, thở ra, hít thở sâu đi. Hít sâu, xoay người qua phải, chống tay trái ở bên ngoài bàn chân và mở tay phải lên, nhìn theo tay phải, thở ra, dang tay lên, xít sau, thở trở về, hít sau vào, xoay người qua trái, thở ra, ép nè, đè ép xong rồi cho hai đầu gối trở về chứ đừng có nghiêng qua, cho hai đầu gối trở về trung tính, thở dang tay, xiết bụng, thở lên, hít sâu vào, xoay người qua phải, chống tay xuống nào. Rồi nghe kỹ nào, đặt cái gót chân phải dựng bàn chân lên, rồi tay trái, tay phải nắm ngón cái chân, tay phải nắm ngón cái chân, nâng lên, xích cái bụng, thở ra, vòng tay qua đầu, xích sau, nâng lên. 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống. Vươn tay lên, hít sâu vào, rồi xoay người qua bên trái, thở ra, đặt rồi, dựng bàn chân trái, tay trái nắm ngón cái chân, hít sâu vào, nâng lên, thở ra, vòng tay qua đầu, xiết bụng, thở. 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống. Cứ tập được bao nhiêu là bấy nhiêu. Vươn tay lên, hít sâu vào, hạ xuống, thở ra, thả lỏng tay chân, hít thở sâu, lau mồ hôi đi. Rồi, đặt hai viên gạch ở trên nào. Khoảng cách hai viên gạch 10 phân. Tay chân là bốn góc vuông. Cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng, thở ra. Thấy sau, chung lưng, rướn cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết bụng, thở. Đấy, sau vào, chung lưng, rướn cổ, suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng, thở ra. Đấy, sau, chung lưng xuống, rướn cổ lên, giữ lại. 5, 4, suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên. 3, 2, 1, cong lưng lên, rút rốn, xiết cơ bụng, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, chân người lên, uốn cong lưng, rắn hổ mang, chống tay lên gạch nè.
ưỡn ngực uốn cong lưng, nhớ không nhắm vô thắt lưng, suy nghĩ vào lưng giữa, thường thường coi chừng vô thắt lưng. Còn tất cả ok. Chống chân nâng lên, chớp mặt thở ra, cuốn người xuống, rút rốn xiết bụng lại, thở ra trương lên, chớp ngẩng mặt hít sâu vào, uốn cong lưng, nhớ suy nghĩ vào lưng giữa là mình điều khiển nó bằng ý liền. Thở ra để cao mông lên, đạp gót ép vai ép lưng xiết cơ bụng, thở ra tay chân hương gần quá xích ra xí nữa hơn, giờ di chuyển hai tay xích lên, chống hai tay lên hai viên gạch nha, trương lên hít sâu vào uốn cong lưng, thở ra để cao hông lên ép xuống rút rốn xiết bụng, thở hít sâu vào trương người lên uốn cong lưng giữa, năm bốn ba hai một, thở ra để cao mông lên, đạp ép vai ép lưng rồi đạp gót xiết cơ bụng, thở ra hít sâu, thở chậm nè, hít sâu thở chậm, hít vào bật cao chân phải lên, cuốn người xuống ép thở ra, hít vào đẩy tới bước ra ngoài, bước ra ngoài viên gạch bên phải, bước ra ngoài viên gạch đúng rồi, rồi mở tay phải lên xiết sâu, thở ra mở tay lên tấm chân phải xiết cơ bụng, thở ra ấy vào chống tay phải xuống viên gạch, rồi đạp gót chân trái xuống và lật tay trái lên, thở ra mở tay lên xiết sâu, thở ra ấy sâu vào luôn cái tay nè, mình phải chung cái khuỷu xuống nè, đó cho cái vai thấp xuống, luồn tay vô đó ra sau, rồi đưa tay trái ra sau nắm tay, thở ra lật vai, khi nắm được tay rồi cái mông mình đang cao nè, mình sẽ ép cái mông xuống, xiết mông xiết đùi xiết bụng ép xuống, rồi từ từ nâng đầu lật vai sống người lên phải thấy độ căng, rồi duỗi căng hai tay ra nữa xiết sâu, thở ra năm bốn ba hai một, hít sâu vào trở về, chống hai tay, chống hai tay lên, chống mũi chân lên, chống mũi chân trái lên, rồi chung tay xuống xiết cơ bụng, thở ra chung tay ép người chân mình vẫn chống đó, rút rốn xiết cơ bụng, thở ra năm, thẳng chân sau ra nữa Hương ơi, bốn ba đúng rồi, thẳng căng ra hai một, lên hít sâu vào, rồi mình lấy viên gạch nè dựng lên và đặt nó ở nằm dưới, dựng viên gạch lên nằm dưới cái đùi gần với cái mông á, đùi trước nè, rồi viên gạch ở bên trái đưa ra sau, đặt ngay đầu gối và duỗi mũi chân ra, duỗi mũi chân ra đặt đầu gối lên, còn viên gạch trên dựng đứng lên, đầu gối trụ góc vuông, đầu gối trụ góc vuông, vươn tay lên hít sâu vào, mở tay ra dang tay ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra vươn cầm lên, vươn cầm ngã ngã ngã, thở ngã thở lên hít sâu vào, chắp tay lại trường lưng tới duỗi ra, thân song song với sàn, thở ra duỗi căng tới xiết cơ bụng, thở năm bốn ba hai một, lên hít sâu vào, rồi mình xoay người qua bên trái, xoay qua xoay qua xoay qua, hạ tay trái xuống lướt xuống gót chân, thở ra và người lướt sau, thở lướt tay đi tay xuống, thở năm bốn lướt xuống, ba nhìn xuống chân trái, nhìn xuống chân trái lần hai một, rồi hít sâu vào, gót chân trái lên, gót chân lên nhẹ nhàng đừng gồng, rồi lướt vào khuỷu tay, chịu cái mũi chân vào khuỷu tay con bồ câu, hít sâu và đan lại với tay phải,
đan lại với tay phải, rất tốt, chung rất tốt, thường rất tốt. Vương cầm lên, thở ra, vương cầm lên đi nào, thở, đúng rồi, ăn rất tốt, đúng rồi, rất tốt. Vươn tay lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, tiếp tục nào. Giờ hạ cái viên gạch này cho nó, dựng nó theo chiều ngang lại. Nãy mình dựng chiều dọc, giờ dựng lại chiều ngang. Hít sâu vào, từ từ trượt chân ra và úp, nhớ úp đùi trái xuống, úp đùi trái đầu gối nằm trên viên gạch. Rồi còn chân phải của mình đỡ trượt gót chân tới, dựng cái bàn chân lên. Trung ơi, đặt cái gót chân phải, dựng đứng cái bàn chân lên, dựng đứng lên, rồi nâng người lên, vai ngang lại, giữ hông ngang lại, chỉnh người mình lại đi nào, chỉnh lại, vươn tay lên, hít sâu vào, trương người tới gập xuống, thở ra, trương tới ép, thở ép, thở rút rốn, xích cái bụng gập lên, nhớ chân sau úp đùi chung ơi, chân sau úp đùi đầu gối đặt lên cục gạch, rồi úp đùi úp hông xuống, thở ra, ép thở ra, ép thở ra, nâng người lên, hít sâu vào, chống tay và rút chân phải về, rồi sửa hai viên gạch trở lên, chống tay chân lên, chóp mặt, thở ra, cúi xuống, rút rốn, xiết cơ bụng, thở, để cao mông lên, ép vai, ép lưng, xiết cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, bật cái chân trái lên, ép vai, ép lưng xuống, xiết cơ bụng, thở ra, hít sâu, đẩy tới, bước ra ngoài viên gạch nào. Rồi lật tay trái lên, thở ra, nhìn theo tay trái, vặn người lên, rút rốn, xiết cái bụng, thở ra, hít sâu vào, chống tay trái xuống, rồi đạp gót chân phải xuống, ép hông xuống, lật tay phải lên, thở ra, dang thẳng cánh tay lên, ép hông xuống. Đó, ép vừa thôi chung, ép lố rồi. Ép vừa vặn cho nó vào, mình cảm nhận được tư thế của mình. Hít sâu vào, chung tay trái luồn sau tay vào trong chân trái. Xoay tay ra sau và nắm tay phải, thở ra. Nắm được rồi, ép mông xuống. Ép mông, rút rốn, xiết cơ bụng và vặn người lên. Đầu cao hơn mông. Rất tốt, xí sâu, thở, rất tốt nào, xí sâu, thở, xí cơ lại, cơ mông, cơ đùi, cơ bụng. Hít sâu vào, chống tay xuống, chống tay, chung tay xuống, nè, chung hai tay, xí cơ bụng lại và trường lưng tới, đừng gù lưng, trường tới nè, bàn chân trái cô vẫn chấm nè, lưng cô thẳng tới, xí cơ bụng lên, thở, 5, 4, 3, rút rốn xíu sau, 2, 1, lên, hít sâu vào. Rồi, lấy viên gạch nào, dựng viên gạch lên, đặt vào cái đùi bên trái và viên gạch còn lại đặt ở dưới đầu gối phải, duỗi mũi chân, hạ người lên, cho đầu gối trước vuông góc, đùi sau úp xuống, cân chỉnh vai, cân chỉnh hông lại ngang nhau, vươn tay lên, hít sâu vào, xoay hai tay dang rộng ra, đẩy lồng ngực cao lên, vươn cầm lên, ngã ra sau, thở ra, vươn cầm ưỡn ngực, ngã thở ra, nâng lên, hít sâu vào, vươn tay lên, chắp tay, duỗi căng tay vai, trương người tới, trương tới gập thân song song với sàn, thở ra, duỗi tới nào, xi cơ đùi lại, rút rốn lên, 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, xoay người qua bên phải, xoay người qua, rồi hạ tay phải lên chân,
thở ra rồi lướt tay đi xuống gót chân, cứ lắng nghe cơ thể mình. Mình điều khiển nó, mình kêu nó thả lỏng ra, thả lỏng ra, phải cảm nhận sâu cơ thể, thả lỏng ra, lướt tay xuống, lướt xuống, lướt xuống, lên, hít sâu vào, rồi gót nè, gót cẳng chân phải lên, cứ nhẹ nhàng, đừng gồng, lắng nghe cơ thể, mình điều khiển nó và mình nghe nó trả lời mình, hít sâu vào, lướt vào, khuỷu tay, lướt nhẹ nhàng mũi bàn chân chịu vào trong cái khuỷu tay, rồi đan lại với tay trái, thở xà. Rồi đừng có mọt người nữa, thẳng người lên hường, chung rất tốt đó, thẳng lên, thẳng lên, mình hướng cái lồng ngực về phía trước và vươn cầm lên, thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít vào, duỗi tay chân ra, hạ xuống, thở ra. Bây giờ hạ cái viên gạch cho nó nằm ngang lại, dựng đứng lại, cho nó nằm xuống, cho nó thấp bớt xuống, rồi úp đùi, đùi sau luôn luôn úp nha, và lưng bàn chân ép xuống, cứng bao nhiêu á, nếu cứng quá thì dựng đứng viên gạch lên và đặt chân lên nha chung, chứ đừng có xoay lật khớp hông á em, nhớ được cái chân sau đừng có xoay, nếu như mà mình hạ cái viên gạch như vậy nó đau thì dựng nó lên. Rồi trượt tới đi nào, trượt gót chân trái tới, lần tới, lần tới, dựng bàn chân trái lên, dựng lên đó, chân sau luôn úp xuống và xoay khớp hông lên ngang nhau, rồi vai ngang nhau không ngồi lệch, vươn hai tay lên, hít sâu vào, vô đi Trang, tư thế sọt em được mà, vươn tay lên, ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra, ưỡn ngực lên, nhớ kéo đều vai và cân chỉnh đều hông chị Thơm, kéo nửa thân trên ra sau, ngồi cân bằng lại, ngồi cân bằng vai lại, cân bằng hông lại, ngã thở, dung nai tốt đó, dung nai có cố ra gắn đó, hít thở, nhớ đùi sau úp xuống nghe Hường, lên hít sâu vào, trường tới gập xuống đi nào, thở ra, chân trước thẳng, thẳng, căng gân kheo, gập sâu, thở, gập, thở, gập, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, rồi thu chân về, rồi để gạch lên, trở về chớ úp mặt, thở ra, rút chân trái về chớ úp mặt, để cao hông lên, ép vai, ép lưng, siết cơ bụng, thở ra, ép vai, ép lưng, siết sau, thở ra, hít sâu vào, nhón gót co gói, mắt nhìn về đầu thảm, lên tách hai chân ra, hai viên gạch nào, tách hai chân ra, ép mông xuống, xiết cơ bụng, thở lên, hít sâu vào đó, duỗi căng lưng tới, duỗi cổ tới, rút rốn, ép mông ra sau, đầu gối không chồm nhiều về trước nào, thở ra, mình giở 10 ngón chân lên, nhấn xuống gót chân, cảm nhận căng cơ mông, cơ đùi và rút sát cơ bụng lên, hít sâu vào, nhón gót duỗi lưng lên, thở ra, rút rốn, xiết cơ bụng, ép căng tròn mông ra sau, thở ra, xiết bụng lại, đùi vừa song song với sàn, hít sâu vào, cảm nhận sâu vào nào, thở ra, rút rốn, xiết cơ bụng, ép thở ra, thẳng lưng, đừng cong lưng chung, hít sâu vào, lần nữa, thở ra, rút rốn, xiết bụng, ép căng 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 tròn mông, rút rốn, xiết bụng lên, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, ép ngồi xuống, gập cuộn người ra phía sau luôn, thở ra, hai chân, hai tay mình cầm gạch lên rồi nha, rồi, hai chân, kẹp gạch lại, duỗi lên, hai viên gạch, kẹp vô hai chân duỗi thẳng lên, duỗi cho chân mình vừa vuông góc với sàn, không bật mông lên, nhớ kiểm tra lại,
Không bật mông lên khỏi sàn. Rồi cô nhắc ở đâu? Kiểm tra lên thân thể mình ở đó nào. Rút rốn về thắt lưng. Mình hay để ý chỗ này là mình quên chỗ kia, cho nên cô nhắc nhở là mình suy nghĩ vào. Cho nên suốt buổi tập là tâm trí mình phải đặt vào bài tập là như vậy. Đó, thắt lưng sát dưới sàn, chứ để bị cong thắt lưng lên. Đó, mình giữ chân bằng gồng thắt lưng là sẽ đau lưng. Mình giữ chân bằng gồng cơ bụng, đánh bay mỡ bụng. Gồng bụng dưới, vươn hai tay lên khỏi đầu, hít sâu vào. Giờ gồng bụng trên, không gồng vai, không gồng cổ. Phát lực ra ở bụng trên, cuộn từng rốt sống lên, với tay lên chạm gạch thở ra. Điều khiển chân mình duỗi thẳng và không gập về người. Chân mình vừa vuông góc với sàn, chung đúng đó, tốt đó. Còn lại là cứ bật mông lên rồi giữ chân vuông góc với sàn, hương đúng rồi. Hạ cuộn người xuống, hít vào, cuộn từng đốt sóng lên, thở ra. Cô nói cuộn từng đốt sóng, mình phải cảm nhận cuộn từng đốt sóng là như thế nào. Cuộn từng đốt sóng xuống, hít vào. À, phải cảm nhận được đúng như cái lời như vậy đó. Thở ra, cuộn từng rốt sống lên, với tay lên đẩy vào, nhẹ nhàng cuộn từng đốt sống chạm sàn, cuộn từng rốt sống lên, xiết cái bụng thở ra, cuộn từng rốt sống xuống, hít sâu, cuộn từng đốt sống lên, xiết cái bụng thở ra, cố lên nào, cuộn từng đốt sống xuống, hít vào. Chân duỗi căng lên và kẹp gạch là toàn chân mình đã săn chắc cơ rồi, giữ đó bất động, chỉ lên xuống thân trên thôi. Sáu lên, thở ra, cuộn lên, nhấn sâu bụng trên, cuộn người xuống, hít sâu. Bảy lên, thở ra, cuộn từng đốt sống và với tay lên, cuộn từng đốt sống về, hít vào. Không phát lực, không gồng vai, không gồng cổ, gồng chắc cơ bụng lại, nhắm thắt lưng xuống. Tám lên, thở ra, cuộn xuống, hít sâu, cố lên đi nào. Chín lên, thở ra, xích bụng lên, đấy sâu vào. 10 lên, xích bụng thở ra, xích sâu, với tay lên giữ đi nào. 5, 4, 3, 2, 1, cuộn người xuống, hít vào. Rồi, co gối lại và hai đầu gối kẹp hai viên gạch. Hai đầu gối kẹp hai viên gạch, hai tay dang ngang úp bàn tay xuống, ép gối qua bên trái, xoay mặt qua phải, thở ra thư giãn cho thắt lưng đi, hít thở sâu. Trở về, hít sâu vào, ép qua bên phải và xoay mặt qua trái, thở ra. Trở về, hít sâu vào. Rồi, bây giờ lấy hai viên gạch đặt ở dưới lưng mình. Đó, nằm ngay chỗ lưng trên. Tập con cá với hai viên gạch ra. Đó, đặt ngay chỗ lưng trên và từ từ ngã đầu ra sau. Mình chống hai khuỷu tay nè. Rồi duỗi chân ra, khép chân lại. Từ từ ngửa đầu ra sau, buông lỏng cổ xuống, hít thở sâu vào. Vai mình mở ra và thả lỏng xuống, còn lồng ngực đẩy căng lên. Đó, vai mở ra sau, buông lỏng hai cánh tay, buông lỏng đầu xuống, hít thở sâu, siết chắc cơ bụng lại, không gồng vô thắt lưng. Cảm nhận sâu lên thân thể mình đi nào, không gồng thắt lưng, thả lỏng ra, gồng chắc cơ bụng lại,
Rồi lồng ngực được đẩy cao lên hết mức, vai mình mở ra hết mức và buông lỏng hai cánh tay, buông lỏng vai. Lúc này cuống họng kéo căng, cằm đưa lên trần nhà, toàn bộ khuôn mặt thả lỏng ra, mắt khép, môi khép, tập trung vào hơi thở, hít thở thật sâu vào. Hít vào, ấn khuỷu tay xuống, nâng đầu lên, duỗi cổ ra, rồi lấy lạch ra, thở ra, đặt một viên gạch ở dưới thắt lưng của mình, rồi đặt một viên gạch ở trên đầu, nằm thư giãn đi nào, nằm thư giãn, hít thở sâu, hai chân là mở rộng bằng vai. Đó, đặt cái viên gạch ở trên đó là ngay chỗ vai, ngay vai kê lên tới đầu, hít thở sâu, thả lỏng ra. Hít thở sâu vào, thư giãn từ gót chân cho đến đỉnh đầu. Ra xuống, mắt khép lại, tập trung vào cảm nhận sâu. Hai chân mở rộng bằng vai, thả mềm bàn chân hướng ra hai bên. Hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, thả lỏng các ngón tay to tụng, duỗi thẳng cổ, mắt khép, hướng tâm trí vào cơ thể, thả lỏng cơ thể, tưởng tượng các cơ đang trải dài ra trên chiếu, không khí xung quanh thật trong lành mát mẻ, dưới hơi thở chậm sâu từ cơ hoành, hít vào tưởng tượng đang hít năng lượng của vũ trụ vào trong từng tế bào của cơ thể, tâm trí và cơ thể đang tràn ngập nguồn năng lượng mới trở lại nào. Hãy cảm nhận năng lượng vũ trụ đang lưu thông xuyên qua từng tế bào, cuốn trôi hết mọi căng thẳng tiêu cực và bệnh tật bên trong lẫn bên ngoài. Cảm nhận chính mình tràn đầy nguồn năng lượng tích cực đang lan tỏa ra từ mọi lỗ chân lông. Tập trung chú ý vào rốn, hít vào thở ra, hít vào thở ra, cảm giác thư giãn và thật dễ chịu đang lan tỏa khắp cơ thể. Tập trung chú ý vào cảm nhận sâu, thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa dần từ 10 ngón chân, đang lan tỏa dần lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, cơ mông. Sự thư giãn đang lan tỏa lên khắp vùng bụng, lan tỏa dần hơi ấm vào bên trong nội tạng. Hơi ấm và sự thư giãn đang tiếp tục lan tỏa dần vào từng đốt sống lưng. Cơ lưng cũng đang được thư giãn và ấm dần lên. Sự thư giãn đang lan tỏa dần lên khớp vai. Lan tỏa dần
ra 10 đầu ngón tay cũng đang được vuông vắn và bắt dần lên, hơi ấm lan tỏa lên cổ vai gáy, hơi ấm lan tỏa dần lên cằm môi mũi mắt chân mày trán, lan ra hai bên má, cảm nhận cơ thể đang ấm dần lên. Tiếp tục nào, hơi ấm và sự thư giãn đang lan tỏa dần vào trong não, tâm trí và thần kinh đang được thư giãn, cơ thể của tôi đang được thư giãn. Cảm nhận sâu và cảm nhận sâu sự thư giãn và hơi ấm lan tỏa dần từ đỉnh đầu cho đến 10 ngón tay ngón chân đang được vuông vắn thả lỏng thật sâu, cơ thể đang tràn đầy một sức lực, tràn đầy sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài, cảm nhận sâu cơ thể thật là khỏe mạnh, thật là ấm áp, đẩy lùi bệnh tật từ bên trong cho đến bên ngoài ra khỏi cơ thể. Nhích các ngón tay ngón chân, nhích bàn tay bàn chân, hai chân hết sát, hai tay đang lộn ngược bàn tay kéo căng ra khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay đến ngón chân, đạp bàn chân trái xuống, nằm nghiêng người qua bên phải, qua tay phải chống đỡ, tay trái chống trước ngực, cho hai gối lại, hai tay từ từ đổ từ đầu lên. Lúc này mắt vẫn khép, chưa mở ra. Chạm hai lần bàn tay vào nhau. Chà thật mạnh, thật ấm trong đêm. Đặt nhẹ vào mắt, mở mắt chết chết. Mở tay ra, nhìn hai tay ra, rồi mời lớp nghỉ. Sao Hiền? Chưa khỏe hả Hiền? Dạ. Nay tập nổi không Trang? Dạ Nay tập nổi không? tập được mà tay nó bị đứt, nó chảy máu xong không có tập tiếp được. À, tay bị đứt à? Chị Thơm, Dạ mở micro lên, chuyên gia nói mà không mở micro. Sao lão đại tập được không? em có hai cái ca sĩ hát á, chẳng nghe được cô giáo nói nữa, còn tán Bị gì? Họ hát hai hả? ca sĩ tập hát mà hát vui thế là ô, trời ơi kinh, kinh quá lắm, Vậy hả? Vậy hả? ô trời ơi gào kinh quá, đang nhiều cô giáo nữa. Chung, Hai An, Hương đồ tập nổi không? sĩ say sưa nhiệt quá đó thôi, Tập tập sao? Cảm giác hát hết sao? công suất luôn đó, Ok bơm vừa tấn chân thì thôi em thua. không? Ê ẩm khăm minh mày coi. Thấy tập được mà Hương. Dạ. Cho anh Dung Ôi nay tập cũng tốt luôn. tôi hôm nay ướt người tắm sướng À, rồi. nay ướt từ đầu tập mà mồ hôi nó giọt ra tóc nè, tóc nó Mùa chạy qua tóc nó hè đi em phải được vài lít mỡ, cái mỗi hôm tập, mỗi hôm đi tập ở trung tâm là phải đem áo đi thay mới về được. à, chứ mấy cảm lạnh á.
Vâng, đúng rồi đó, đây là em bắt em áo đi thay đi về đi không lạnh mà. Rồi, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chào cô giáo nha, chào. Chào mọi người.